quý vị ơi, quý vị xem Noel tại thủ đô Hà Nội là một biển người quý vị nhá. Mình đang ở ngã tư Tràng Tiền, Hà Nội, Tràng Ti. Đây là một biển người luôn, quý vị ạ. Càng ngày dân ngoại thành lại đổ về trung tâm thủ đô, đổ về Hồ Hoàn Kiếm rất là đông và vui. Đứng trước ông già Noel đi nha. Ông già Noel giờ hiện đại có cả điện thoại. Coi chừng túi viết là để quên nhé. Túi đeo cẩn thận nó không quên nữa. Nhưng mà có cái gì không? Đây điện thoại đây rồi, hai cái điện thoại này. Quên bốn. Vào đêm gì á? À, kem lại để ở trong này à? Rồi mình rửa cái tay đi ạ. Con làm gì em đấy? Hay là bây giờ cả nhà vào ăn kem Tràng Tiền nhé quý vị nhá. Mua đây nhá.